một cái bùng binh người ta trang trí rất đẹp trước khi bước vào khu đô thị Vinhome Riverside này. Đây có một bạn trẻ, bạn ấy đang chụp ảnh chiếc xe máy này, phân khối lớn. Đây các bạn nhìn thấy nhá, rất nhiều biệt thự, trong này rất ít chung cư các bạn ạ, gần như là không có, chỉ có mỗi mấy khối nhà mà phía đằng trung tâm thôi. Đây cũng có căn ở rồi này, cũng có căn, có người ở, có căn thì chưa này. Biệt thự bên này bỏ trống nhiều thế nhỉ em? Em mới ra em không biết. À, em lái xe taxi à? À, biệt thự đây anh đi qua đi mấy năm vẫn thấy bỏ trống, mà khu đây là khu sầm uất, trung tâm của quận Long Biên. Đúng rồi. Đâu có thể là những người này người ta có điều kiện là người ta mua, người ta đầu cơ ở đây này. Ở đây bao tiền căn? Phía ngoài của hai bên thì chủ yếu là các biệt thự. Còn trong này là các cái tòa chung cư, toàn chung cư cao cấp hết. Các bác tài vào đây là sạc pin trong ngoài hết này. Rất nhiều các cái trụ cây để sạc điện. Xin chào các bác, anh chị và các bạn. Chào mừng các bác, anh chị và các bạn đến với một video tiếp theo trên kênh Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Quanh Ta. Chiều hôm nay tôi sẽ mời các bác, anh chị và các bạn sẽ cùng với tôi đi dạo một vòng toàn bộ khu đô thị Riverside được tọa lạc tại trung tâm của quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây là một khu đô thị sinh thái đẳng cấp nhất được tọa lạc tại quận Long Biên này. Và bây giờ tôi sẽ mời các bác, anh chị và các bạn sẽ cùng với tôi đi dạo một vòng toàn bộ khu đô thị Riverside này nhé. Đây là toàn bộ khung cảnh của khu đô thị. Phía trước mặt tôi là con đường Bảo Hinh. Đây, con đường này rất sạch đẹp các bạn ạ. Đây, bây giờ tôi sẽ mời các bác, anh chị và các bạn sẽ cùng với tôi đi nhé. Trước khi đi thì tôi đưa máy quay lên, các bạn nhìn thấy phía bên phải màn hình các bạn là toàn bộ các cái căn biệt thự được in bóng dưới một dòng nước trong xanh. Đấy là dòng mương nhân tạo được khu đô thị này đào để tạo cảnh quan xanh mát cho cư dân nơi đây. Bây giờ tôi sẽ di chuyển trên con phố Bảo Hinh này nhé. Đây có một bạn trẻ, bạn ấy đang chụp ảnh chiếc xe máy này, phân khối lớn. Cháu chụp hình chiếc xe à? Để làm quảng cáo à? À, xe này là mình làm thì mình bán cho hãng cái gì? À, máy ảnh chuyên nghiệp nhỉ? Con xe này là bao nhiêu tiền? Hơn 600 triệu con xe này. Đấy, vào trong cái khu đô thị Riverside này mà chụp ảnh mới đẹp đúng không? Lên hình background thì mới đẹp. Đấy, chụp ảnh nhé, chú đi nhá. Chú đi tham quan khu đô thị này đi. Đấy, các bạn nhìn thấy khu đô thị rất sạch sẽ không? Giờ tôi sẽ vòng lại nhá, để đi vào cái khu trung tâm của khu đô thị này. Đây vẫn là con phố Bảo Hinh các bạn ạ. Đây, bên này cũng toàn là các cái khu biệt thự thôi. Hai bên đường rất rộng, có 4 làn xe cho hai bên, mỗi bên là 2 làn. Ở giải phân cách người ta trồng rất nhiều cái cây trà là.
Đây đúng là một khu đô thị sinh thái đẳng cấp dành cho những người có điều kiện vào đây để ở các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ rẽ phải đi ra con phố Chu Huy Mân. Đây là một con phố rất dài. Con phố này chạy xuyên suốt trong khu đô thị Riverside này. Đây là phố Chu Huy Mân các bạn nhé. Đây người ta đặt tên cho cái con đường này là con phố Chu Huy Mân. Các bạn sẽ tiếp tục cùng với tôi. Đây phía bên này các bạn nhìn thấy rất nhiều các cái căn biệt thự không? Toàn bộ là căn biệt thự thấp tầng. Bên này có một cái khu đường dạo dành cho người đi bộ tập thể dục rất tốt các bạn ạ. Đường xá rất rộng rãi và sạch sẽ, rất nhiều cây xanh. Đây trong này ta được đảm bảo an ninh cho cư dân vào đây sinh sống này. Đi vào đây chắc phải có giấy mới vào được. Phía trước kia, phía trước màn hình các bạn nhìn thấy một cái vòng xoay rất lớn, hay gọi là cái bùng binh, vừa tạo một cái điểm nhấn trong cái khu đô thị này. Có một cái dòng chữ người ta gắn ở trên là chữ Vinhome Riverside các bạn ạ. Tôi sẽ đi vòng quanh cái bùng binh này nhá, các bạn nhìn xem rất rộng. Đấy, các bạn nhìn thấy cái bùng binh không? Người ta trang trí rất nhiều hoa. Đấy, có một cái dòng chữ này Vinhome Riverside. Đấy, các bạn nhìn thấy cái dòng chữ đẹp không? Tôi sẽ đi một vòng quanh cái bùng binh này. Họ trang trí rất nhiều hoa và trồng các cái thảm cỏ. Cái thảm cỏ này là cỏ Nhật các bạn. Thì bây giờ là 17 giờ chiều rồi. Cũng là giờ tan tầm tại thủ đô Hà Nội. Các phương tiện lưu thông rất đông. Tôi đưa máy quay để các bạn nhìn toàn cảnh cái vòng xoay này. Tôi sẽ đi một vòng, sau đó tôi sẽ tiếp tục di chuyển trên con phố Chu Huy Mân để đi vào trung tâm của cái khu đô thị này. Trong này rất nhiều ô tô con các bạn ạ. Giữa cái bùng binh người ta có trồng một cái cột đèn pha để chiếu sáng toàn bộ cái bùng binh cho giao thông về ban đêm. Tức là tôi đi hết một vòng cái vòng xoay này các bạn nhé. Một cái bùng binh người ta trang trí rất đẹp trước khi bước vào khu đô thị Vinhome Riverside này. Đô thị Riverside này nó được xây dựng tại vị trí là quận Long Biên của thành phố Hà Nội, thuộc 4 phường là phường Việt Hưng, phường Sài Đồng, phường Phúc Đồng
và một phường gì đó tôi cũng không nhớ tên các bạn ạ, thuộc 4 phường của quận Long Biên. Đấy, tiếp tục các bạn di chuyển cùng với tôi đi vào trong khu trung tâm của khu đô thị này. Các bạn thấy đường đẹp không? Phía bên phải màn hình các bạn là toàn bộ người ta trồng cây sâu hết này. Đấy, còn phía bên giải phân cách người ta trồng rất nhiều các cây lộc vừng và cây phượng. Đấy, toàn bộ bên giải phân cách là cây lộc vừng các bạn nhé. Đấy, trong này là một cái khu biệt thự. Đấy, có cổng vào các bạn này, được bảo vệ an ninh rất nghiêm ngặt. Khu đô thị Riverside này theo tôi biết là rộng 183,5 hecta và được xây dựng chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là năm 2011-2012, giai đoạn 2 là 2016-2017 và giai đoạn 3 là 2019-2020. Rất nhiều ô tô đỗ ở hai bên đường của cái con phố chuyển xe. Đây là cả biển xe Hà Nội và cả biển xe cấp tỉnh các bạn ạ. Bên kia cũng dày đặc xe ô tô đỗ. Cái con đường này rất rộng các bạn ạ. Bên là có 3 làn xe, hai chiều là 6 làn xe, rộng từ 8m đến 10m. Các bạn sẽ tiếp tục cùng với tôi di chuyển vào trong cái khu trung tâm nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ rẽ phải vào một cái con phố. Con phố này tên là gì? Đây, bên này rất nhiều các cái tòa chung cư các bạn. Hôm nay đây là đường Hòa Phượng các bạn. Đấy, tôi có cái biển ghi. Vâng chị ạ. Đấy, đường Hòa Phượng. Các bạn nhìn thấy các tòa chung cư không? Phía ngoài và hai bên thì chủ yếu là các biệt thự. Đấy, còn trong này là các tòa chung cư. Toàn chung cư cao cấp hết. Khu này rất mát các bạn. Trong khu đô thị này nó có khoảng 1.500 cái biệt thự thấp tầng, là biệt thự đơn lập và song lập các bạn ạ. Đây, cái mật độ cây xanh cho một người rất lớn các bạn nhé, 60 đến 70 mét vuông về mật độ cây xanh cho một người, cho một cư dân sống ở đây. Đây, bên này có một cái hồ nước này. Đây, bên kia là một dãy biệt thự các bạn nhìn thấy không? Đấy, tôi quay ra đúng ngược nắng của ánh mặt trời. Đấy, bên hồ là một cái hồ nước nho nhỏ. Phía xa kia là một dãy các biệt thự. Các bạn sẽ đi tiếp cùng tôi nhé. Ở bên này rất nhiều đường, có một cái biển người ta phân ra các cái đường: đường Hoa Phượng 4, đường Hoa Lan 19, đường Hoa Phượng 58. Tòa nhà để tổ chức các sự kiện hay sao các bạn. À, chỗ này là Vinmart, siêu thị mini. Tôi sẽ đi hết một vòng ở trong này. 183,5 hecta tôi không đi hết được, mà tôi sẽ đi một số các cái tuyến phố ở trong này thôi. Đấy, bên này có một cái tòa nhà để tổ chức các cái sự kiện, hội nghị rồi đám cưới.
rồi. Trung tâm tiệc cưới các bạn ạ. Các bạn tiếp tục cùng với tôi đi ra cái đường gọi là đường Hoa Hồng. Cái khu đô thị này là thuộc tập đoàn Vingroup đầu tư. Đấy, phía bên này các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ các cái biệt thự đơn lập và song lập nhé. Tôi sẽ chủ yếu cái video này tôi quay các cái hình ảnh toàn bộ cái không gian của khu đô thị này để gửi tới các bác anh chị và các bạn cùng xem và cảm nhận nhé. Thế bây giờ tôi sẽ quay lại này. Các cái nhánh kia là không vào được các bạn, hầu như là có bảo vệ hết, chỉ có cư dân ở trong kia thôi. Còn anh Grab anh vào anh phải trình giấy tờ đây này, gọi điện cho người ra nhận hàng. Trong này có một cái công viên, vườn hoa. Chung cư trong này gần như không có các bạn, có một cái tòa chung cư vừa rồi thôi, còn toàn bộ là biệt thự hết. Xung quanh các biệt thự đều có các cái mương nước. Trong này rất nhiều ô tô. Ở đây có một cái trạm sạc pin của VinFast các bạn ạ. Đây, sạc toàn bộ xe ô tô điện. Đây, các bác tài vào đây là sạc pin trong ngoài hết này. Rất nhiều các cái trụ cây để sạc điện. Các bạn sẽ tiếp tục cùng tôi nhé, đi hết cái con phố này, à con đường này gọi là đường Hoa Hồng. À, phía cuối cái đường Hoa Hồng kia xem nó là cái chỗ nào. Đấy, đây là một cái trung tâm tổ chức sự kiện này, họ sơn hết toàn bộ màu trắng, trông rất đẳng cấp. Dọc giải phân cách dựng rất nhiều các cái bức tượng, các bức phù điêu mang phong cách của nước Ý các bạn ạ. Ở trong này người ta ví như là một cái thành phố thu nhỏ ven đi của nước Ý. Đây là ra phía ngoài của cái khu đô thị này rồi. Kia một con đường rất lớn, xem con đường kia là đường gì của quận Long Biên. Thì tôi chưa bao giờ tôi đến nơi này cả. Hôm nay tôi sang đây tôi chia sẻ hình ảnh cho các bạn. À, đây là phố Hội Xá các bạn ạ. Đấy, đây là phố Hội Xá này. Đây, phía trước là có một cái hồ sen rất rộng các bạn ạ. Tôi xuống tôi sẽ chia sẻ hình ảnh một chút nhá cho các bạn cùng xem cái hồ sen này. Đấy, đây là phố Hội Xá. Phố này nối rất dài tít đằng kia cả. Có bác đang tập xe thể dục. Đấy, phía bên kia là khu đô thị Riverside. Tôi vừa ở trong đó ra đấy. Đây, cái con phố này chắc là chạy ra trung tâm của cái con đường Nguyễn Văn Cừ của Long Biên. Đây là một cái hồ sen các bạn nhìn rộng không? Hồ sen này rộng phải đến gần 10 hecta tít đằng kia cơ mà. Nhưng bây giờ là hết sen rồi. Bây giờ lác đác chỉ còn một số các cái nụ thôi này. Còn một hai bông thôi này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, còn ở đây là các cái đài sen này. Thì sau khi hoa nở hết thì thành các cái đài sen rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ mời các bác anh chị và các bạn sẽ cùng tôi tiếp tục nhé, đi vào cái khu trung tâm của khu đô thị Riverside này. Đây là cổng này,
Đây là một cái mặt cổng chính để vào khu đô thị. Đây là phố Đinh Đức Thiện các bạn. Đây có một tổ các bạn trẻ cũng đang chụp ảnh xe máy này. Đây là đúng là một khu đô thị sinh thái đẳng cấp các bạn ạ. Đô thị này được kết nối với rất nhiều các cái trục đường giao thông rất thuận tiện các bạn ạ. Chúng ta có thể đi ra được ba cây cầu là cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì và cầu Trương Dương, và kết nối ra với quốc lộ 5, quốc lộ 1A, rồi đi liền kề đi sang các tỉnh như tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, và đi qua cầu Vĩnh Tuy để vào trung tâm của thành phố Hà Nội, và chạy men theo đường trên cao và đường dưới thấp của vành đai 2 để đi vào trung tâm thành phố rất là thuận tiện. Nếu các bạn nhìn thấy toàn bộ cái không gian của cái khu đô thị này nhé, đây là chỉ một cái nhánh của những cái con đường nội bộ trong khu đô thị này thôi. Rất nhiều ô tô, trong này dân cư là toàn những người có điều kiện. Thấy hai bên đường, bảo cái nhánh đường nào cũng toàn thấy xe ô tô đỗ dọc đường. Đấy, bên kia là Vincom Plaza các bạn ạ. Vincom Plaza. Còn phía bên này là một cái tòa chung cư cao cấp. Tôi sẽ quay lại nhé, đi ra con phố gọi là phố phía đằng xa kia là phố Đoàn Khuê thì phải các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy đường rộng như một cái đại lộ, xe ô tô đỗ ha hết hai bên đường. Đây, trong này tôi rẽ vào một chút trong cái khu vực này nhá. Ở đây cũng có một cái trạm sạc điện cho xe điện. Rất nhiều các bác tài tiếp tục vào đây sạc điện cho xe của mình. Đến đây là hết đường rồi. Trong khu kia muốn vào thì phải có
có thẻ của cư dân mới vào được. Giờ tôi sẽ quay ngược lại nhá. Các bạn nhìn thấy phía bên trong rất nhiều các biệt thự. Đúng là diện tích cây xanh trong này rất lớn. Khu này nó cũng tương đương với cái khu Eco Park ấy các bạn ạ. Bên Eco Park thì rất nhiều cây xanh nhưng mà toàn cây cổ thụ thôi, toàn cây to. Bên này cây to thì ít hơn. Tiếp tục tôi lại di chuyển ngược lại về con phố Chu Huy Mân. Các bạn nhìn hai bên đường rất nhiều cây lục vừng này. Giải phân cách thì người ta trồng cây lục vừng. Còn phía bên này giáp vỉa hè thì người ta trồng các cây sấu. Trong này có cả cái hồ bơi các bạn. Đây là con phố Chu Huy Mân và chúng ta tiến tới với cái Bùng Binh rộng lớn nhất trong khu đô thị này đấy. Đấy, ở trong này một cái khu này là khu đường bằng lăng thuộc Vinhome Riverside. Trong này chắc là người ta trồng nhiều cây hoa bằng lăng, người ta mới đặt cái tên là đường bằng lăng. Thế còn đây là đường này là toàn cây sấu thôi nhưng mà tôi không thấy có quả. Đấy, mỗi một khu đô thị thuộc thành phố Hà Nội thì lại có các cái kiến trúc khác nhau các bạn. Bên này nó cũng la lá như bên Eco Park mà tôi đã sang rồi. Đây cái Bùng Binh đây, giờ tôi sẽ rẽ phải đi ra con phố Đoàn Khuê và tôi sẽ quay một số hình ảnh cho các bạn xem tiếp về cái không gian của khu đô thị Riverside này. Đây là con phố Đoàn Khuê các bạn nhé. Cái con phố này thì giải phân cách giữa họ trồng cái cây như cây cọ cảnh, những cây trà là. Đây sang đây là một cái không gian của thủ đô Hà Nội nhưng mà không gian nó khác hẳn với các cái trung tâm của các cái quận nội đô. Nhìn không gian nó mát mắt hơn, đẹp hơn, ấn tượng hơn. Trên kênh của tôi rất nhiều các cái video chia sẻ hình ảnh đẹp về thủ đô Hà Nội, những con đường, con phố, những kiến trúc, công trình và nhịp sống của Hà Nội thì mỗi nơi lại mỗi khác. Trong phố cổ thì lại khác các bạn ạ. Trong các cái quận trung tâm cũng lại khác. Và ra các khu đô thị này đã mang một cái nét kiến trúc khác. Ở trong này rất nhiều các cái tiện ích này, kiểu đấy có các cái trường học, bệnh viện này, khu vui chơi giải trí, cái biển họ gắn ở bên đường. Bên này rất nhiều cái camera an ninh các bạn nhé. Dọc phía hàng rào thì họ gắn các cái camera an ninh hết này. Đấy, tôi quay ngược lại cái đường Đoàn Khuê này nhé, một đoạn để các bạn xem nhé. Một cái không gian nữa. Đây một cái vòng xoay. Để các bạn nhìn thấy trước mặt không? Cái phố Đoàn Khuê không? Đường rất rộng,
mà cái vỉa hè cũng rộng các bạn ạ. Sau khi hết cái làn đường đến cái vỉa ba toa là đến một cái hàng cây có cái thảm cỏ. Đây là một cái hàng cây này, sau đó phía trong là vỉa hè. Tiếp đến mới đến các cái hàng rào, người ta trồng cái hoa trang trí rất đẹp. Các bạn nhìn thấy rất nhiều các cái camera an ninh không? Đấy, tôi dừng xe một chút nhé, để các bạn nhìn ngắm về cái con đường này. Đấy, trông rất là mát mắt, rất nhiều cây bóng mát các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ vòng lại đi tiếp thêm một vài khúc nữa nhé, để ghi ảnh gửi tới các bác anh chị và các bạn cùng xem cái khu đô thị Riverside năm 2024 hiện nay ra sao. Các bạn sẽ tiếp tục đi cùng tôi vào một cái nhánh nữa nhé. Đây là người ta đặt tên là phố Đào Đình Luyện các bạn ạ. Phía bên kia là rất nhiều các cái ngôi biệt thự nhá, đơn lập và song lập. Bên này là nhà dân này, chắc đây là cái ven của cái khu đô thị này rồi. Đấy, nhà dân đây là không thuộc cái đất dự án của khu đô thị Riverside này. Đây là con phố Đào Đình Luyện này. Tôi sẽ quay ngược lại nhá, tôi ghi hình ảnh một chút cho các bạn xem về các cái ngôi biệt thự ở trên cái con phố Đào Đình Luyện này. Phía xa xa các bạn có nhìn thấy các cái khối nhà sơn màu trắng không? Ở trong này tôi nhìn thấy tất cả đều sơn một màu hết, toàn bộ là màu trắng, màu sáng. Cả tòa chung cư cũng vậy, rồi các cái ngôi biệt thự cũng thế. Đây các bạn nhìn thấy nhá, rất nhiều biệt thự. Trong này rất ít chung cư các bạn ạ. Gần như là không có, chỉ có mỗi mấy khối nhà mà phía đằng trung tâm thôi. Đây là có cái căn biệt thự tôi thấy chưa có người ở này. Tôi nhớ có một lần cách đây cũng vài năm rồi tôi sang đây thì mấy cái ngôi biệt thự này vẫn để trống như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy xem, cỏ mọc tùm hết cả này, ở phía trong còn trồng trơn. Đây người ta chỉ xây thô thôi, trong chưa có trang trí nội thất thì chưa thì mới thì chát tường nữa. Đây cũng có căn ở rồi này. Đấy, cũng có căn của người ở, có căn thì chưa này. Biệt thự bên này bỏ trống nhiều thế nhỉ? Hả em? Em mới ra lắm em không biết. À, em lái xe em taxi à? Biệt thự đây anh đi qua đi mấy năm vẫn thấy bỏ trống. Mà khu đây là khu sầm uất, trung tâm của quận Long Biên. Đúng rồi. Không có thể là những người này người ta có điều kiện là người ta mua, người ta đầu cơ ở đây này. Ở đây đắt anh ơi. Ở đây bao tiền căn? Em thì em không biết nhưng đắt. À, chắc đắt nhỉ. Yeah. Thôi mình chỉ có xem thôi, mình không mơ được. Để các bạn nhìn xem. Tôi thấy bỏ trống rất nhiều, đã có người về ở đâu. Lắc đắc có căn thì có người về ở rồi, cũng mở cửa hàng kinh doanh. Nhưng mà nhiều căn ở phía đằng sau cũng chưa.
bạn sẽ cùng tôi nhé, tiếp tục di chuyển trên con phố Đào Đình Lượn này để ra vùng phía ngoài của khu đô thị Riverside. Đây tôi sẽ ghi hình ảnh thêm một khúc nữa và tôi sẽ kết thúc cái video. Và tôi sẽ tiếp tục di chuyển nữa để xem phía đằng xa xa kia. Cái khu đô thị này tiếp tục người ta xây dựng những công trình gì. Quận Long Biên của thành phố Hà Nội này là một cái quận duy nhất ở phía biên, phía bờ đông của sông Hồng các bạn ạ. Còn phía bên bờ đông của sông Hồng và phía bờ bắc của sông Hồng của trung tâm thành phố Hà Nội thì chỉ có các cái huyện như huyện Gia Lâm, huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn. Nên là duy nhất thì có một cái quận là quận Long Biên. Thì mình cứ gọi là quận ngoại thành cũng được, gọi ví von là như vậy. Đấy, các bạn sẽ tiếp tục cùng tôi di chuyển trên cái con phố Đào Đình Lượn này. Đấy, ra đây là kết thúc cái địa danh của cái khu đô thị Riverside rồi. Bây giờ tôi xin được kết thúc cái video tại đây. Xin cảm ơn các bác, anh chị và các bạn đã cùng với tôi đi một vòng cái khu đô thị Riverside này để xem và cảm nhận một cái không gian đô thị mới. Các bác, anh chị và các bạn hãy cho một like, một lượt chia sẻ và không quên đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất trên kênh Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Quanh Ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đây, phía bên này là nhà máy nước các bạn ạ. Đây, phía bên trái mình các bạn ấy là công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội, vẫn thuộc phường Việt Hưng của quận Long Biên.